8. Lâm Lâm, Lâm Lâm, đừng chạy, bỏ cháu ra. Chú muốn làm gì? Bọn chú là bạn của mẹ cháu. Ai biết được hai người có phải là người xấu không? Hai người bỏ cháu ra. Lâm Lâm, bọn cô không phải là người xấu. Mẹ cháu tên là Dạng Xuân Mai. Bà nội cháu là bà nội cháu. Sô thi cô của cháu là cô Chu. Bọn cô vừa từ trường học ra đây. Còn nữa, bạn thân nhất của cháu tên là Từ Tử Hiên. Có đúng không? Bọn cô đến đưa cháu về nhà đi. Không về. Có chết cũng không về. Được thôi, vậy hai chúng ta thi thử, xem ai sẽ thắng. Gọi cho nhà họ cuộc điện thoại, báo tin bình an. Chắc chắn người nhà lo cho nó lắm đó. Tôi sẽ ra nói chuyện với nó. Chú biết, ngày nào bà nội của cháu cũng nói bên tai của cháu rằng mẹ cháu xấu xa thế nào. Đồng thời, mẹ cháu lại mong cháu rời bỏ bà nội mình. Hai người đều là người thân của mình. Một người là mẹ, một người là bà nội. Cứ bắt cháu phải chọn một người. Chọn thế nào đây? Là chú cũng không biết chọn. Nên cháu rất buồn, ép mình phải bỏ nhà ra đi. Có phải không? Sao chú biết? Vậy đi, hãy tin chú. Giờ đưa chú đến thành lũy của cháu, ngồi một lúc được không? Ở đó an toàn hơn, sẽ không có ai làm phiền chúng ta. Ta tới đó ngồi xuống từ từ mà nói. Alo, chị Xuân Mai. Bọn em tìm được cậu bé rồi. Cháu không sao. Bọn em sẽ mau chóng đưa cháu về. Hai người họ ngày nào cũng cãi nhau. Mẹ cháu nói, bà nội cháu nói, mẹ cháu sẽ lại lấy chồng, tìm cho cháu một bố dượng. Cháu sẽ bị ức hiếp. Mẹ cháu nói muốn đưa cháu đi. Sau này sẽ không bao giờ gặp lại bà nội nữa. Cháu thực sự không biết phải theo ai. Cháu không chịu nổi nữa. Nên cháu đã lên kế hoạch này, tự bắt cóc mình à. Cháu muốn bỏ nhà đi, nhưng cháu không có tiền. Các bạn của cháu đã nghĩ cách giúp cháu. Lâm Lâm, giờ cháu mới 9 tuổi thôi. Cháu biết bỏ nhà đi nguy hiểm thế nào không? Nếu giờ trên người của cháu còn mang theo tiền thì càng nguy hiểm hơn. Bà nội và mẹ cháu trước đây thường xuyên cãi nhau vì bố cháu. Bố cháu đi rồi, mất rồi. Nếu cháu còn ở tiếp với họ, cháu cũng sẽ chết. Lâm Lâm à, thật ra trong thế giới của người lớn có rất nhiều chuyện bản thân họ cũng không nắm bắt được. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, bọn họ đều rất yêu cháu. Cháu cũng rất yêu bọn họ, đúng không? Vâng. Cháu từng nghĩ nếu hôm nay không có ai đến tìm cháu thật, chỉ một mình cháu buổi tối ngủ ở trong thành lũy nhỏ này, trời rét tối như vậy, liệu cháu có nhớ mẹ không? Có nhớ bà nội không? Cháu nhớ họ. Giờ cháu còn chưa đi đã nhớ họ rồi. Nhưng mà cháu cũng không muốn về nhà. Cháu khổ quá. Vậy đi, cháu tin chú được không? Nếu mà cháu tin chú, lát nữa chú đưa cháu về nhà. Hơn nữa chú bảo đảm với cháu, chú sẽ có cách để mẹ và bà nội của cháu sau này sẽ không cãi nhau nữa. Vâng. Thằng bé chắc chắn mệt lả rồi. Lần đầu lên kế hoạch bỏ nhà đi, tự mình làm mình sợ. Để thằng bé ngủ một lúc, lát nữa về còn phải đối phó với trận lôi đình của mẹ với bà nội của nó nữa.
Chính Linh à, sao lại nhớ ra mà tìm em? Xem giờ em thế nào, có ổn không? Em sao ổn được chứ? Chị xem chuyện của La Tu ấy, em cũng không biết cậu ấy đã làm gì Lam Tuyết, khiến Lam Tuyết dùng thủ đoạn độc ác như vậy để quỷ quại cậu ấy. Em cũng thấy La Tu vô tội sao? La Tu là người thế nào, trong lòng em hiểu rõ. Cô Lam Tuyết đó là người thế nào, em cũng biết rất rõ. Vậy giờ em phải làm sao? Em làm thế nào được chứ? Giờ La Tu cần nhất là một luật sư. Nhưng mà cậu ấy lại gạt bỏ hết phần pháp chế bên em. Cậu ấy hoàn toàn không nhận sự giúp đỡ của em. Vừa khéo em cũng biết phòng pháp chế của bất động sản Chí Hằng là văn phòng luật sư Quang Thị, trong đó có rất nhiều luật sư giỏi. Hay là chị giới thiệu cho em một người nhé? Văn phòng luật sư Quang Thị tất nhiên là tốt rồi. Chí Linh à, quen biết chị tốt thật, chị toàn giúp đỡ em nhiệt tình. Còn chẳng phải vì chuyện chụp ảnh của Dương Quang lần trước là mọi người mất vui sao? Chị cứ cảm thấy vẫn nợ em một ân tình. Em biết chị là người ân oán rõ ràng nhất. Về chuyện luật sư, sau này em sẽ cảm ơn chị tử tế nhé. Được. Giờ mọi người đã ở vị trí này rồi, đào tạo ra được một đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. Nhất định em sẽ tìm cơ hội để cảm ơn chị của em tử tế. Được rồi, gặp sau nhé. Tạm biệt. Giờ việc quan trọng nhất của em là làm sao để thuyết phục La Tu chấp nhận cô luật sư này. Con yêu, tại mẹ không tốt, mẹ sai rồi. Đáng ra mẹ nên nói chuyện bình tĩnh với con. Xin lỗi nhé. Về sao đừng thế này nữa, con làm mẹ sợ muốn chết. Đã tìm được cháu bé rồi, hai chúng ta đã không còn chung chiến tuyến nữa. Tạm biệt. Lâm Lâm à, cháu làm bà sợ thót tim. Cháu xem nếu cháu có mệnh hệ gì thì bà biết sống sao đây. Sau này không dám thế nữa nhé. Chúng ta không đi nữa nhé. Đừng dọa bà, cháu làm bà sợ muốn chết. Giám đốc Ngô, chị tới làm gì vậy? Chủ nhiệm Quan về chưa? Anh ấy ra ngoài làm việc rồi, giờ đang trên đường về. Bảo chị đỡ văn phòng của anh ấy. Được. Giám đốc Ngô, nếm thử xem. Đây là xay tay đó. Được, cảm ơn. Luật sư Trần này, tôi muốn hỏi thăm chị một người. Lưu Vọng, cô ấy sao rồi? Luật sư Tiểu Lưu sao? Lúc thực tập cô ấy theo tôi. Chị quen cô ấy à? Cũng coi như là quen. Rất vui được phục vụ cho Chí Hằng. Cố lên, hãy làm thật tốt vào. Trời đất, không lẽ Lý Hằng Cơ thích Lưu Vọng sao? Lý phu nhân tới là để hổ tội sao? Vậy hôm nay chị tới đây là vì Lưu Vọng sao? Cũng không hẳn. À phải, Lưu Vọng còn độc thân à? Độc thân thì đúng là độc thân, nhưng Lưu Vọng là một cô gái tốt, chắc cô ấy sẽ không làm ra chuyện vi phạm chuẩn mực đạo đức đâu. Có điều, có một vài chuyện cũng khó nói. Con gái bây giờ muốn đi đường tắt cũng rất bình thường. Chị, câu này của chị nghĩa là sao? Tôi không nên nói những điều này. Vậy chị hãy nếm thử cà phê trước đi. Tôi đi làm việc khác đã. Được. Vừa nhìn đã biết Ngô Chí Linh là một người lợi hại. Lần này Lưu Vọng gặp phải giận đen lớn rồi. Cô gái này giả tâm lớn quá, không từ thủ đoạn. Người đàn ông như Lý Hằng Cơ là người của tùy tiện dây vào được chắc. Chủ nhiệm Quan, Lý phu nhân tới chưa? Có, đợi trong văn phòng của anh đó.
Lưu Vọng. Luật sư Trần. Về rồi à? Có chuyện gì à? Không có gì. Đợi chút nhé. Giờ này bắt đầu uống hơi sớm đó. Uống sớm, về ngủ sớm. Được thôi. Ông chủ, bàn số 3, 20 cái. Sao thế? Vợ cũ của anh ép em nhận một vụ. Vụ này chắc chắn rất đặc biệt. Trước giờ cô ấy chưa từng ép cậu. Bố tai nạn lao động mất. Bà nội và người mẹ này muốn tranh đoạt tiền an ủi và cả quyền nuôi dưỡng đứa bé nữa. Thường gặp mà. Rồi sao? Anh xem, người đã mất rồi. Mẹ chồng nàng dâu bọn họ vẫn đấu mãi, ngày càng gay gắt. Coi luôn đứa bé thành bia đỡ đạn. Giờ em đang thương đứa bé đó. Trước giờ cậu là người luôn dạch rõ ràng công việc và cuộc sống mà. Mỗi nhà mỗi cảnh. Cậu đừng thay thế linh tinh. Sao lại là thay thế linh tinh chứ? Hoàn cảnh cậu bé cũng đâu giống nhà em. Thế tình hình con cô ấy giờ thế nào rồi? Bỏ nhà đi, vừa mới tìm về. Mới 9 tuổi thôi. Giờ quả thật em không biết. Ở trường có chương trình ngày mai. Mọi chuyện đi về đâu đây? Vì giờ em không biết phải đưa ra lựa chọn thế nào mới là thực sự có trách nhiệm với đứa bé này. Tự nhiên tôi nhớ ra mẹ cậu mở một cửa hàng ở phố thương mại này của chúng tôi, mới bài trí xong, sắp khai trương đó. Mở ở đâu? Cửa hàng đó làm gì? Hỏi nhiều thế làm gì? Cậu cũng có tò mò đâu. Giả giờ. Nào. Luật sư Lưu, chủ nhiệm quan gọi cô đó. Tiểu Lưu, cô đã về rồi. Chủ nhiệm quan, anh tìm em à? Nào, giới thiệu với cô, người này chính là phu nhân của sếp Lý, của bất động sản Chí Hằng. Xin chào luật sư Tiểu Lưu. Chị là Ngô Chí Linh, gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi. Lý phu nhân, chị tìm tôi có chuyện gì à? Đừng khách sáo thế, cứ gọi chị là Chí Linh được rồi. Như vậy thân thiết hơn. Dương quan cũng gọi chị như vậy. Chị là giám đốc chương trình đài truyền hình của cậu ấy. Dương Quang sao? Chúng ta nói chủ đề gì vui vẻ chút đi. À phải, cái cô luật sư cấp dưới của Quang Khánh Niên tên gì nhỉ? Liêu Vọng. Quay với cậu tiến triển tới đâu rồi? Liêu Vọng mà là chủ đề vui vẻ sao? Tôi nghe ngóng khắp nơi rồi. Cô gái ấy điều kiện khá tốt, cũng xinh xắn nữa. Cái chính là tính nết dịu dàng, hiểu biết, lễ nghĩa. Tôi cảm thấy kể cả cậu muốn tán cũng chưa chắc tán được đâu. Có phải anh hiểu sai gì tính nết dịu dàng không đấy? Cô ấy như thế mà gọi là tính nết dịu dàng sao? Cô ấy là thuốc nổ. Hễ châm là nổ. À không, phải gọi cô ấy là pháo ném. Động vào là nổ. Thế à? Cậu động vào đâu rồi? Lý Hằng Cơ, em nói cho anh nghe. Anh đừng thấy anh cả ngày áo mũ chỉnh tề, ăn mặc bảnh bao. Nói cho anh biết, anh là đồ lòng dạ đen tối. Anh có biết không? Nội tâm cực kỳ bí ổi. Anh không nên thả Ngô Chí Linh ra sao? Em thấy là Ngô Chí Linh không nên thả anh ra thì có. Đừng nhắc cô ấy nữa. Ta đang nói về Lưu Vọng.
Vụ này em không làm được. Tại sao? Đây không phải tác phẩm làm việc của cô. Luật sư Tiểu Lưu, chị biết vụ này của La Tu rất được chú ý. Nếu luật sư Tiểu Lưu mà làm luật sư đại diện của cậu ấy, sẽ sợ dư luận tiêu cực của truyền thông. Chị có thể hiểu được áp lực đó. Không đâu, không phải em sợ truyền thông dư luận. Thực ra chị cũng biết loại vụ việc này, dù anh ta có làm hay không, cũng không thể nào biện bạch được. Chủ nhiệm Quan, nếu chúng ta nhận vụ này, e rằng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới danh tiếng phòng luật sư của chúng ta. Nói cả buổi thì là cô suy nghĩ cho tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Tinh thần pháp luật hiện đại là giả định vô tội. Dù cô ấy là ai, cô ấy cũng nên được hưởng quyền lợi được biện hộ. Nhưng từ phương diện pháp luật, đúng là đúng, sai là sai. Công là công, tư là tư, việc là việc, người là người. Câu về này còn nhớ ai nói không? Cứ coi như là tôi có tội thật. Vậy thì từ góc độ của chúng ta mà nói, cũng nên vì cậu ấy mà thực hiện thủ tục pháp lý, đúng không? Dù việc quấy rối tình dục kiểu này, một khi phía nữ đã đứng ra thì phía nam rất khó lật ngược tình thế. Càng là người lên án thì luật sư chúng ta càng nên đứng ra lên tiếng với cậu ấy. Vậy sao anh biết anh ta không làm? Nếu anh ta có làm thì sao? Luật sư Tiểu Lưu, chúng ta giả sử nhé, nếu cậu ấy làm thế thật, vậy chẳng phải nên nhận phán quyết công bằng của pháp luật, chứ không phải bị giết chết bởi dư luận của tất cả mọi người. Đúng, đúng, đúng thế mà. Tôi biết vụ này với cô mà nói đúng là hơi khó. Nhưng mà chị ấy đích thân đến đây, mong là cô sẽ nhận vụ này, phải không? Giờ vụ này bị mọi người chú ý, với cá nhân cô mà nói là một cơ hội để nâng cao, với văn phòng luật sư chúng ta mà nói cũng thế. Tất nhiên cái này không quan trọng. Chủ nhiệm Quan, hay là như vậy, tôi nói chuyện riêng với luật sư Tiểu Lưu một chút. Được, được chứ. Tôi ra ngoài. Không, không, không phải như vậy. Bây giờ cũng sắp hết giờ làm rồi. Tôi cùng cô ấy ra ngoài tìm một khoảng không gian thoải mái hơn để nói cho kỹ. Buổi tối em còn có việc rồi. Một tối không tăng ca, văn phòng luật của tôi không phá sản đâu. Cảm ơn nhé. Đi nào, luật sư Tiểu Lưu. Cho hai ly nước ép, thêm một suất này nữa. Vâng, được rồi, cảm ơn. Chị đợi một chút. Giám đốc Ngô, chị muốn em nhận vụ của La Tu, có phải là muốn để em rút khỏi vụ phố Đông Hồ không? Chị đoán được một nửa. Mặc kệ chị chủ nhiệm Quan có quan hệ gì, Giang Xuân Mai, chị ấy là thân chủ của em. Em không thể bỏ rơi chị ấy được. Vậy em có chắc sẽ hòa giải được quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay không? Dù việc này bọn chị đều cực kỳ cố gắng, nhưng từ sau khi em tham gia vào, dường như mâu thuẫn ấy ngày càng gay gắt hơn. Can thiệp tư pháp chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ. Em cũng mong họ hòa giải, nhưng mà chuyện này dương qua làm không hợp. Hình như em có vài suy nghĩ với Dương Quang nhỉ? Nói chị biết được không? Cậu dùng mẹ của mình sắp đặt lừa cô ấy mà còn mặt dày nói người ta là thuốc nổ. Chuyện này ai gặp chẳng phát điên. Cậu cũng đâu hẳn là lừa cô ấy. Em có tới mà, chỉ là không xuất hiện, phải không? Thế cậu vẫn lừa cô ấy mà. Em thừa nhận trong chuyện này, trong lòng em có hơi ấy nấy. Nhưng cũng là vì cô ấy ngăn chặn vụ của em trước, đúng không? Đầu tiên là ghét, tiếp theo là đồng cảm, sau đó lại hơi ấy nấy. Hướng đi của mối tình này hơi đáng sợ nhỉ? Một người bị vợ mình đá, đến giờ vẫn mơ hồ không rõ, không có tư cách mạo danh chuyên gia tình cảm trước mặt em. Đã nói không nhắc tới Ngô Chính Linh rồi, vậy cũng đừng nhắc tới Lưu Vọng chứ. Để không cho em gặp mặt thân chủ của em, anh ta dám lừa em với mẹ ruột mình đến một phòng trà không có tín hiệu. Phong Nhập Tùng, phải, đúng là chỗ đó. Để tạo ra một không gian không dùng điện thoại cho khách uống trà, nên là ông chủ đã chặn sóng điện thoại. Dương Quang làm vậy
quá đáng quá phải không? Phải, chị thừa nhận. Cậu ấy làm thế là cậu ấy sai. Nhưng mà chị tin hôm đó chắc chắn là cậu ấy đã tới Phong Nhập Tùng. Nhanh lên, nhanh lên. Đừng để lát nữa người ta nhìn thấy. Đổ xuống đây, đổ xuống. Không được đổ, lén lút đổ đất xuống đây. Bị tôi bắt được rồi nhé. Ở đây cứ mưa là bị tắt. Là vì các người đổ rác bừa bãi. Kệ cậu ta, đổ đi. Tôi xem các anh ai dám động đậy. Tôi cứ đổ đấy, sao nào? Tôi không cho mấy anh đổ đâu, sao nào? Người anh em, cậu không nghe ngóng xem ở con phố này. Anh đây làm gì à? Được, tôi xin hỏi thăm anh làm gì vậy? Cậu nói xem tôi làm gì? Xa tay đúng không? Làm gì thế? Dẫn theo người nữa à? Các anh em phục vụ chúng, ai dám động đậy? Anh làm gì thế? Đánh nhau trên phố thương mại của mình. Nếu không bị họ đánh cho thì ngày mai lên báo đó. Anh không nghe ngóng xem chúng tôi là ai sao? Đây ông chủ bất động sản Chí Hằng. Nhìn gì hả? Qua đó xem. Sếp Lý, tôi biết sai rồi. Lần sau tôi không dám nữa. Sẽ phân loại rác thải ra. Lúc phát triển con phố này, chúng tôi đã có biết bếp ăn có nhiều rác, nên đã yêu cầu rõ ràng cứ mỗi 50 mét lại phải có thùng rác kèm theo. Anh vẫn đổ rác xuống dưới, chắc chắn là họ sẽ rắc rối. Giờ lại kiểm tra nghiêm ngặt. Cứ đổ thẳng rác xuống dưới cống nước. Không, tiền của tôi nhỏ, phân loại rác thải thì không đủ người. Vẫn không đủ người sao? Còn nhiều người hơn ở công ty tôi đó. Mở tiệm đồ nướng, chịu khó chịu khổ kiếm tiền. Đừng biến mình giống như xã hội đen. Anh xem anh dẫn một đám người dưới thái độ như vừa rồi. Khách dám tới nữa không? Còn nữa, anh đổ rác bừa bãi thế. Nước thải tràn lan cả con phố thì môi trường có tốt không? Kinh doanh có tốt không? Dần dần, tôi sẽ sửa mà. Sếp Lý, xử lý thế nào đây? Đóng cửa chỉnh đúng. Khi nào hiểu rõ phân loại rác thải, khi đó mới kinh doanh lại. Tôi cho người trông chừng anh. Nếu có bất kỳ hành động đáng xấu hổ nào bị tôi phát hiện ra, anh và đám người này của anh sẽ phải đổi nghề đấy. Dân, chúng tôi sẽ thay đổi mà. Chắc chắn sẽ phân loại. Chắc chắn sẽ phân loại rác chuyên nghiệp. Thêm vài món lên. Thêm món cái gì? Cậu ăn nữa không? Đi. Mời chị Dung. Được, cảm ơn. Em khó chịu nhất với Dương Quang là thái độ của anh ấy với mẹ mình. Em mặc kệ giữa hai người họ có ân oán gì. Được thôi, anh ta nhầm vào em là vì bọn em đang cạnh tranh vụ gì. Cái này ít nhiều em có thể hiểu được. Đó là mẹ của anh ấy. Anh cũng đùa giỡn thế sao? Luật sư Liêu, chị nghe nói em có một gia đình rất hạnh phúc, hoàn hảo. Từ nhỏ bố mẹ đã coi em như cục vàng trong tay. Có rất nhiều chuyện có lẽ em không thể nào hiểu được. Một người từ bé đã không có mẹ, luôn cho rằng tại vì bản thân nên mẹ mới dứt bỏ mình. Một đứa bé như thế đột nhiên đi gặp người mẹ đã 30 năm không gặp, cảm giác đó lo lắng không yên và sợ sệt nhường nào. Em hiểu được không? Giám đốc Ngô, em nghe nói dù ở phố Đông Hồ là do chị cố ý nhận về. Chị muốn để Dương Quang qua việc xử lý vấn đề gia đình của người khác để giải quyết vấn đề của bản thân sao? Cô thông minh thật đó, luật sư Liêu. Nhưng mà vấn đề đã 30 năm, sao có thể giải quyết được bằng câu chuyện của người khác chứ? Vừa hay gặp được một cơ hội như vậy nên chị muốn thử thôi. Chị tốt với Dương Quang thật. Dù lúc trước hai người có mâu thuẫn và hiểu lầm thế nào, chị mong lần này em có thể đừng hành động theo cảm tính. Có thể cho cậu ấy một cơ hội để cậu ấy thử đi hòa giải vụ này không? Giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ đã gay gắt lắm rồi. Em thấy khó lắm. Em có bằng lòng đánh cược với chị không? Em thuyết phục Dạng Xuân Mai để chị ấy tới đài truyền hình Dương Quang hòa giải vụ này trước. Nếu hòa giải không thành, bọn chị từ bỏ hoàn toàn. Em tiếp tục làm theo trình tự của em. Nếu như thành công, em hãy đồng ý một điều kiện.
điều kiện gì? Chuyện cậu ấy với mẹ mình, em đừng can thiệp nữa. Để Dương Quang làm theo ý chí và cách nghĩ của mình. Em đồng ý. Được. Còn một chuyện nữa, chị muốn nói với em. Dương Quang đi nhờ Lý Hằng Cơ để em gia nhập đoàn luật sư của thôn Tiền Câu. Như vậy xem ra cậu ấy không hề lạnh lùng vô tình như em tưởng tượng đâu. Nói chứ, tôi phải cảm ơn ông chủ tiệm đồ nướng này. Là sao? Vì anh ta đã làm tôi nghĩ thông suốt một vấn đề đã làm phiền tôi rất lâu. Tiểu Tiền, sếp Hà có công ty không? Có. Anh ấy tăng ca suốt. Được, đưa Dương Quang về xong, về thẳng công ty. Nào, uống chút sữa đi. Cảm ơn mẹ. Con à, mẹ muốn nói với con chuyện này. Hôm nay mẹ gặp một bảo vệ trong khu phố. Cậu ấy là người thôn Tiền Câu. Cậu ấy bảo mẹ đường tới thôn Tiền Câu giờ đã sửa lại đẹp lắm rồi. Chưa tới 2 tiếng là về được rồi. Mẹ đã chuyển tới lâu thế rồi. Hằng Cơ cũng không thu xếp về thăm mẹ, ăn với mẹ bữa cơm gì đó. Không lẽ con và Hằng Cơ có chuyện gì à? Đâu có. Bọn con ổn lắm. Chỉ là đợt này chuyện thôn Tiền Câu khiến anh ấy rất áp lực. Không có vấn đề gì thì tốt. Còn nói xem, một mình nó ở dưới quê, ăn cũng ăn không ngon, ở cũng ở chẳng yên. Vậy đi, con gọi điện cho nó, bảo nó cuối tuần này về nhà một chuyến. Mẹ làm món ngon, bồi bổ cho nó. Giờ nó nhiều áp lực, chúng ta phải càng quan tâm nó mới đúng. Vậy lát nữa con gọi cho anh ấy. Không lát nữa, gọi luôn đi. Bảo cuối tuần này phải về. Dân con làm xong mấy việc này rồi gọi cho anh ấy ngay được không mẹ? Con toàn nói thôi, con gọi luôn cho mẹ đi. Gọi ngay đi. Alo. Ông Triệu. Được được. Ở cổng chính đúng không? Được được. Vợ cũ anh gọi đến kìa. Sao thế chị? Lại đi uống rượu với Lý Hằng Cơ sao? Vợ à? Không không. Vợ cũ giám đốc Ngô. Anh nhận ra sau khi em ly hôn với anh, cuộc sống thoải mái quá nhỉ. Em xem hai má kìa, căng mướt chưa? Anh tránh ra có được không? Tôi tìm Dương Quang để bàn chuyện công việc. Được. Anh tự chơi một lúc đi. Sếp à, có chỉ thị gì? Là như vậy. Tôi nói với cậu một chuyện nhé. Chuyện là vụ mẹ chồng con dâu giành tài sản, mai cậu hòa giải thử một buổi. Chuyện này khó quá. Qua sự việc của đứa bé hôm nay, Dạng Xuân Mai đã hạ quyết tâm phải cắt đứt với mẹ chồng của chị ta rồi. Lại cộng thêm việc chị ấy còn tìm một khối thuốc nổ, tính tình cực kỳ nóng nảy để giúp đỡ. Vậy nên cậu phải tự kiểm điểm lại xem sao cậu lại khiến một cô gái hiền lành trở thành một khối thuốc nổ vậy. Nên là em đi tìm Lý Hằng Cơ uống rượu là để tự kiểm điểm bản thân đây. Luật sư Tiểu Lưu Vọng đồng ý tôi rồi. Ngày mai cô ấy sẽ đưa Dạng Xuân Mai đến đài truyền hình. Sao mà chị làm được vậy? Nếu chút việc này tôi mà không làm được thì làm sao mà tôi đối phó được mấy cái gai như các cậu chứ. Sếp Anh Minh, còn gì không? Còn gì nữa? Em thấy những chuyện này chị hoàn toàn có thể thông báo cho em vào sáng sớm mai. Giữa chiều này tự nhiên gọi video cho em. Chị có ý đồ gì? Sao mà cậu lại dập trần sếp mình thế? Sếp, mời chỉ thị. Vừa nãy mẹ của tôi cứ giục tôi. Gì nhỉ? Bà cứ hỏi tôi đợt này sao anh không về nhà. Giờ không giấu được nữa rồi. Cuối tuần này bà phải gặp được anh.
Em xin anh đi. Tôi thông báo cho anh, thái độ này của em không đúng rồi. Lý Hằng Cơ, anh hãy nghĩ kỹ đi. Nếu chuyện của hai chúng ta bị vạch trần, mẹ của tôi biết được thì xin lỗi. Tôi cũng phải gọi điện cho mẹ của anh để nói rõ ràng với bà. Tự nhiên lại giận thế. Anh có nói không về sao? Vừa khéo anh cũng muốn về nhà, ở bên cạnh mẹ mình rồi. Được, cứ quyết vậy đi. Có phải mãn kinh rồi không? Sao mà vừa đụng đã nổ thế? Kìa, anh tự nhiên nhỉ? Điện thoại ai vậy? Mẹ à, con sao vậy? Con không sao, con chỉ gọi mẹ thôi. Mẹ xem, có phải có một kiểu người ngoài mặt lạnh lùng vô tình, ngày nào cũng dương mắt lên với mình, cảm giác cực kỳ ghét mình. Nhưng thật ra trong lòng của anh ta lại rất lương thiện, rất ấm áp không? Nghe con nói, có phải là Dương Quang không? Mẹ à, con muốn hỏi mẹ một vấn đề. Mẹ có yêu con không? Còn bé ngốc, mẹ yêu con, thực sự rất yêu con. Giờ con đi mua đồ ăn ngon cho mẹ đi. Con đi rồi mẹ tuyệt đối đừng nói chuyện với người lạ, biết chưa? Con sợ mẹ xinh đẹp quá bị người khác cướp mất. Còn bé ngốc, đi đi. Trên đó có viết rồi mà, địa chỉ đúng là ở đây. Lưu Vọng nhận mà, sao lại không có được? Chúng tôi không có. Bệnh nhân nào tên Lưu Vọng thật? Đây, tôi tìm cả mấy lần rồi, không có thật mà. Tôi là Lưu Vọng, có chuyện gì không? Tốt quá, đây là đồ ăn của cô. Đây là hoành thánh, đồ Nhật. Còn có món Thái, cháo hải sản nữa. Không đúng, anh đợi đã. Tôi có gọi đồ ăn đâu, có phải là anh nhầm không? Không nhầm được. Cô là Lưu Vọng đúng không? Phải. Ở đây có viết mà, anh Mã Đặt, Lưu Vọng nhận. Thế này nhé, người nào đặt thì anh mang trả lại được không? Không được đâu, chúng tôi chỉ giao đi không trả về. Chúc chị ngon miệng, tôi còn đơn khác nữa. Bạn học cũ, anh phải nói em rồi. Em xem bác gái bị ốm, em phải nói nhanh sớm hơn đúng không? Anh có thể tới viện để thăm hỏi mà. Dội dằn gì không biết, mẹ của mình thích ăn gì. Anh đặt tạm vài món. Sếp Mã, em mong sau này anh đừng vậy nữa. Em đã có bạn trai rồi. Chỉ cần em chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội. Mã khoa này đi được tới hôm nay là nhờ vào tinh thần không chịu thua này đó. Sếp à, có một chuyện em muốn nói với anh. Anh đừng giận được không? Cô lại gây họa gì rồi? Em tìm cho anh một luật sư. Là một trợ lý nhỏ. Có phải cô đã lo quá nhiều rồi không? Tình hình hiện giờ của anh nếu không làm gì, không nói gì, thì tất cả mọi người sẽ nghĩ đúng là anh đã làm thế. Nhưng lúc vấn đề này đang nóng, Lam Tuyết sẽ không chịu để yên đâu. Khó khăn lắm, anh mới đi được tới ngày hôm nay. Không thể bị bôi nhọ như vậy được. Tôi làm được gì chứ? Nhất định em sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Dựa vào cô. Cô biết uống rượu không?
Biết chứ, lúc trước em hay uống lắm. Thu dọn đồ đạc. Đi. Cô yên lặng ngồi một lúc, không được sao? Em đang nghĩ, sếp à, nếu như luật sư Liêu đưa Dạng Xuân Mai tới đài hòa giải thật, vậy là Quế chủ động bỏ cuộc sao? Nhưng lúc trước Quế tốn không ít công sức cho vụ này. Tại sao chứ? Sao tự nhiên Quế lại bỏ cuộc? Quế đến sẽ biết thôi mà, có lý. Bên này, luật sư Liêu. Luật sư Liêu. Nhưng nói thật, IQ của ấy không thấp hơn anh. Nếu người ta dốc hết sức, nó không chừng anh cũng chưa chắc là đối thủ của ấy đâu. Anh Dương Quang, luật sư Liêu tới rồi. Đợi lâu rồi. Luật sư Liêu. Cảm ơn cô đã khen tôi. Đúng là tôi vẫn chưa tung hết quả lực. Mời, mời ngồi. Ba chúng tôi, ai ngồi? Cô đi rót nước đi. Hai vị, nào, mời ngồi. Rót nước thì không cần đâu. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian nói, còn về sớm. Chị Dạng, mời ngồi. Bác Lương, mời ngồi. Luật sư, mời ngồi. Tôi ngồi đây là được rồi. Hôm nay chủ yếu là anh Dương hòa giải. Tôi đến là để nghe thôi. Được, bắt đầu nhé. Chị Dạng Xuân Mai, tôi nghe nói ban đầu chị rất không đồng ý đến đây hòa giải. Lý do gì đã khiến chị thay đổi suy nghĩ? Lâm Lâm, nó không muốn tôi và bà nội của nó thành ra như vậy. Là cháu nghe nói cô muốn đưa nó đi, sợ sau này không gặp được bà nội mới làm ra như vậy. Là nó không chịu nổi, ngày nào mẹ cũng ở bên cạnh nói xấu mẹ của nó. Cô cũng nói xấu tôi còn gì, con nói bao giờ chứ. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hai người không thấy cảnh này quen lắm sao? Trước đây vì con trai của mình, giờ là vì Lâm Lâm. Hai người tới không phải là để bình tĩnh nói chuyện sao? Tôi muốn hỏi chị, bình thường ai trong Lâm Lâm nhiều hơn? Tôi trong từ nhỏ đứa bé này. Bác Lương, cháu hỏi Dạng Xuân Mai. Trước đây là mẹ chồng tôi trông. Về tình cảm của Lâm Lâm với bà thế nào? Bà trông suốt. Tất nhiên tình cảm của Lâm Lâm với bà rất tốt. Ngày nào bà cũng sỉ tai Lâm Lâm nhà tôi. Đừng theo mẹ, phải theo bà. Bác Lương, cháu muốn hỏi bác, con trai của bác là bác tự tay nuôi lớn sao? Phải, là tôi nuôi lớn. Con trai tôi đương nhiên là tôi không thể để người khác nuôi rồi. Chúng ta hãy thử nghĩ xem nhé. Nếu khi đó mẹ chồng bác kiên quyết muốn giữ Lương Đại Hà ở bên mình, không cho bác động vào, đồng thời ngày ngày sỉ tai anh ấy, bác xấu xa cỡ nào, vậy bác sẽ nghĩ sao? Tôi... Chị Dạng, lý do gì khiến chị giao con cho mẹ chồng trông? Công việc của tôi một ngày phải làm 12 tiếng. Chồng của tôi cũng không kiếm được nhiều. Nếu mà tôi không cố sống chết cố tăng ca, thì chúng tôi ăn gì, ở đâu? Cô cố sống chết, chút tiền mà cô kiếm được đó còn chẳng đủ một mình cô tiêu. Tiền ăn, tiền tiêu ở trong nhà, có khoản nào không phải là con trai của tôi kiếm về không? Mẹ nói dù có lương tâm một chút được không? Sao mà hai người lại cãi nhau rồi? Chúng tôi tìm hiểu rồi. Tình hình kinh tế của hai người hiện nay, nếu không có khoản tiền Dạng Xuân Mai ra ngoài làm thuê này, thì cuộc sống sẽ cực kỳ khó khăn. Có thể nói là mất cân bằng thu chi nghiêm trọng. Dạng Xuân Mai vừa nói rồi, ngày nào cũng phải làm việc thời gian dài như vậy. Chị ấy giao con cho bác là mong bác chăm sóc cậu bé, chứ không phải là tẩy não nó. Chị Dạng,
Mẹ chồng chị ngoài việc chăm sóc Lâm Lâm ra, có phải cũng làm hết các việc nhà khác không? Vâng, những việc đó đều là bà ấy làm. Chị có thể xem thử tay của mẹ chồng mình. Nhìn thật kỹ. Đây chính là bệnh viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng. Chúng tôi được biết sinh tiền lương Đại Hà từng đề nghị mẹ chồng mình muốn đưa bác ấy đi khám bệnh, nhưng lúc đó bác Lương từ chối ngay. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, bác ấy thấy mình có thể cố được, chịu được. Thứ hai, bác ấy sợ tăng thêm gánh nặng về kinh tế cho gia đình.